À, vậy là cũng đã tròn một tuần đúng không? Kể từ chủ nhật tuần trước các bạn đi thi thật JVT về thì không biết hiện tại tâm trạng của các bạn cảm thấy như thế nào rồi. Có bạn thì đang gọi là healing, đang gọi là relax, xả hơi đúng không? Sau những chuỗi ngày mình học tập rất là căng thẳng và vất vả. Còn một số bạn thì đang dục dịch học lên cấp độ tiếp theo rồi. Chỉ một tuần vừa rồi thôi nhưng mà đã có rất rất là nhiều bạn đăng ký học lên cấp độ tiếp theo ở trung tâm Dũng Modi. Đây là một điều đáng mừng và tuyên dương về cái tinh thần ham học của các bạn, và các bạn hướng tới mục tiêu tháng 12 thi được cấp độ cao hơn cấp độ vừa rồi. Thì tuần lễ này, trong một tuần, hôm nay là thứ hai này, đến thứ sáu, tức là sẽ có 5 buổi Dũng Modi sẽ triển khai được gọi là tuần lễ lấy lại gốc mọi người ạ. Lấy lại gốc, tại sao lại chú trọng vào cái chữ gốc? Là bởi vì đây là một cái căn bản nhất đúng không, là cái cơ sở để chúng ta phát triển lên thành ngọn, và sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi mà mình học lên ở trình độ cao hơn. Mình sẽ không còn bỡ ngỡ này, hoặc là mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy dễ thở hơn. Đầu tiên là có một câu hỏi dành cho tất cả mọi người, thì chúng ta đã học tiếng Nhật cũng ít nhiều là nắm được các thể động từ rồi đúng không? Một câu quiz dự nhá, một câu hỏi này, đố mọi người trong tiếng Nhật có tổng cộng là bao nhiêu thể động từ? À, bạn Hoàng Hiệp có câu trả lời là 13, bạn Phát Nguyễn là 13. Hay, tổng cộng là chúng ta có 13 thể động từ trong tiếng Nhật. Osugi cả na. Hơi nhiều đúng không ạ? Các bạn cũng được học về tiếng Anh rồi hoặc là một số ngôn ngữ khác thì không biết là có nhiều thể động từ như tiếng Nhật hay không. Nhưng mọi người yên tâm nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ lấy lại gốc bằng cách là ôn từ các thể động từ cơ bản nhất. Hay, và 13 thể sẽ được chia đều ra 5 buổi live trong tuần này, sẽ giúp các bạn lấy lại gốc. Các bạn thấy là dù mình học ở cấp độ nào đi chăng nữa đúng không, thậm chí là cao nhất N2, N1, thì trong những cái câu kaiwa của mình, những cái câu văn, mẫu câu hoặc là ngữ pháp của mình đều sử dụng các thể căn bản này. Vì vậy khi mà chúng ta đã nắm chắc được rồi thì không chỉ là kaiwa đúng không, mà dù mình học ở cấp độ nào đi chăng nữa thì mình cũng đều có thể là ok đúng không, mình có thể hiểu được, dễ dàng học được. Ok, rồi rất là nhiều bạn trả lời đúng là con số 13. Hay. Và đây chính là 13 thể động từ trong tiếng Nhật. Chắc là các bạn cũng đã liệt kê được hết rồi đúng không? Thể mắt sự chấm 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 rồi đến thể bị động sai khiến, đây là đi từ dễ tới khó, và những thể mà mọi người được tiếp xúc từ khi học tiếng Nhật cho đến trình độ khó hơn một chút xíu như thế này. Và ngày hôm nay với thời lượng là một tiếng thì mình và thầy Umeda Sensei sẽ cùng các bạn giải quyết hai thể được gọi là cơ bản nhất, dễ nhất luôn mọi người nhá. Chính là động từ thể masu này. Và các bạn biết thể gì tiếp theo là dễ không? Thể tạm đúng không? Thể quá khứ mọi người nhá. Hãy đặc biệt là cần thiết nhất với các bạn đang học N5, N4 này, để các bạn nắm chắc được cái gốc đấy. Còn các bạn học cao hơn N2, N1, N3 thì các bạn cũng đừng chủ quan nhé. Mình cứ ôn lại để mình nhớ lại cái kiến thức đấy và mình sẽ học được kiến thức cao hơn, cấp độ cao hơn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào thể đầu tiên là động từ thể masu. Hãy thể masu. Hãy, trên bảng của chúng ta là một bảng căn bản nhất mọi người. Căn bản nhất gọi là sao? Là bởi vì thì của động từ, cái này là cái rất là quan trọng giúp chúng ta phân biệt rạch ròi được thì. Thì trong tiếng Nhật được chia ra làm hai. Thứ nhất đó là phi quá khứ. Phi quá khứ thì có thể các bạn sẽ hơi ít nghe hơn một chút xíu. Thay vào đó thì chúng ta hay dùng từ thì hiện tại và thì tương lai đúng không? Hiện tại và tương lai. Ví dụ chúng ta sẽ lấy một động từ cơ bản đi, động từ ikimasu, dạng khẳng định của nó là đi đúng không? Ikimasu. Thế dạng phủ định là ikimasen, không đi, được chưa nào? Còn thì quá khứ tức là mình đã làm gì và chấm dứt trong quá khứ rồi, thì dạng khẳng định của nó sẽ là gì nhỉ? Ikimashita, tôi đã đi này. Còn phủ định là ikimasen deshita, đã không đi. Đó, cái này là cái gọi là cơ bản nhất mọi người nhá. Cơ bản nhất, các bạn đã nắm được hết chưa? Cơ bản này. Ii desu ka? Rồi, thế sau đây chúng ta sẽ đi vào kỹ hơn, chi tiết hơn bằng những mẫu câu kết hợp cùng với thể mas. Không biết liệu mọi người có đếm xương xương được là trong sơ cấp đi nhá, chúng ta đã trong sơ cấp, trong sơ cấp đi, chúng ta đã học tổng cộng bao nhiêu mẫu câu liên quan tới thể masu này. Masu này, đó, mọi người thử xem, mình thử đếm đếm xem khoảng bao nhiêu nhá. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đi một lượt từ đầu đến cuối tất cả các mẫu câu liên quan tới thể masu.
Đầu tiên, cái dễ nhất như chúng ta cũng vừa nói rồi, đó là thì hiện tại, tương lai hoặc là thì quá khứ. Ở đây CC lấy một câu ví dụ dài hơn cho chúng ta vừa đọc vừa dịch các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn trên bảng này, mình đọc nhập này và comment ý nghĩa tiếng Việt nha. Ý nghĩa tiếng Việt xuống phần bên dưới bình luận để chúng ta cùng check với các bạn khác và check trên đáp án của slide. Ok chưa các bạn? Rồi, chúng ta thử với hai câu đầu tiên nhé, rất là dễ thôi ạ. Daine Nihon e ikimasu và Daine Nihon e ikimasen. Hãy nhìn thấy cái đuôi, một dấu hiệu nhận biết, đây là câu khẳng định, còn masen là câu phủ định, đúng chưa nào? Có bạn nào dịch được tiếng Việt chưa nhỉ? Rất là dễ thôi, nhưng mà mong mọi người đừng chủ quan nhé. Chúng ta cứ comment, mình ôn lại kiến thức ạ. Rồi, hai câu này rất là dễ thôi. Daine là năm sau, phải không nhỉ? Nihon là Nhật, ikimasu là đi. Vậy ghép lại là năm sau tôi đi Nhật, câu khẳng định. Còn phủ định thì mình sẽ là không đi, đúng không? Năm sau tôi không đi Nhật. Ok, cảm ơn Bảo Long Sàng. Hai, ii desu ne, kantan sugi ne. Hai, sugi. Tiếp theo chúng ta sẽ nhắc về quá khứ mọi người nhé. Quá khứ nào. Quá khứ. Câu số 1. Kyonen Nihon e ikimashita. Kyonen Nihon e ikimasen deshita. Hai. Thể quá khứ nào. Tiếp tục chúng ta sẽ dịch sang tiếng Việt xem sao mọi người nhé. Ở đây có bạn nào đang học N5 và N4 đúng không ạ? Chắc hẳn là với những kiến thức này mọi người cảm thấy rất là quen thuộc đúng không? Năm ngoái tôi đã đi và đã không đi Nhật, rất tốt. Hãy Bảo Long Sàng luôn luôn là người nhiệt tình nhất trong các live stream của Zumodi. Arigato gozaimashita. Hãy, rồi chúng ta dịch như sau này. Kyonen là năm ngoái đúng không? Năm ngoái tôi đã đi Nhật, câu này là câu khẳng định, mashita. Ngược lại, phủ định là masen deshita, thì các bạn sẽ dịch tương đương là năm ngoái tôi đã không đi Nhật. Hôm nay là chúng ta sẽ ôn về động từ thể mas và thể tạ. Nói là như thế nhưng không đồng nghĩa với việc là nó chỉ dành cho các bạn N5 và N4 đâu mọi người nhá. Vì sẽ có những kiến thức nó hơi khó hơn một chút xíu và mấp mé của N3 cũng có luôn. Thì các bạn nhớ xem like nhá và tích cực comment nhá. Ok, tiếp theo này, chúng ta có ngữ pháp đầu tiên đó là vemasen ka. Vemasen ka, cách kết hợp của nó là đuôi mát sự, bỏ mát sự đi cộng với masen ka. Imi wa nan desu ka minasan? Như ngữ pháp này mình hay dịch là gì nhỉ? Tiếng Việt của mình là hãy có làm về không, tức là mang ý rủ dê này, đề nghị ai đó làm gì. Ii desu ka? Rủ dê, đề nghị nha. Để chúng ta ứng dụng được ngữ pháp này vào thực tế, vào kaiwa, thì bây giờ mình vừa đọc ví dụ và vừa comment xuống bên dưới xem cách dịch của ví dụ này là gì nha. Isshō ni kōen no sanpo shimasen ka? Không có từ nào mới đúng không? Toàn là những cái từ vựng của N5 đúng không ạ? N5 thôi. Ok, chính xác Hoàng Hiệp rằng làm V có được không thì nghe nó hơi giống mẫu câu xin phép đúng không? Vetemoi desu ka? Còn cái này sẽ mang tính chất là rủ dê hoặc đề nghị. Đó, chúng ta thử dịch câu ví dụ này, chúng ta sẽ cùng phân tích nhé. Isshō ni kōen no sanpo shimasen ka? Bạn có đi dạo công viên với tôi không? Ok, rất là tốt, cảm ơn bạn Vĩnh Tuấn 37, 37 là Nghệ An đúng không? Cảm ơn Tuấn Sang nha. 33 của Nhật là đang ở đâu Tuấn Sang nhỉ? Tuấn Sang đang ở đâu, tỉnh nào của Nhật đấy? Tỉnh số 33. Hay, về cách dịch thì như bạn Tuấn vừa dịch rất là ok rồi. Bạn có cùng đi dạo công viên với mình không? Là rủ dê đúng không? Rủ đứa bạn, đứa chơi với mình. Hay. Đấy, ngữ pháp tiếp theo là vemasho. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ bỏ đuôi mát sự đi. Và đây là một câu hô hào mọi người nha. Hô hào rủ dê người khác cùng làm gì với mình, làm về thôi. Ví dụ, minasan ben kyo shimasho, đúng không? Mọi người cùng học thôi. Đó, thì chúng ta hay thêm cái từ thôi, đúng không? Trong tiếng Việt của mình để thể hiện cái sự hô hào cổ vũ như thế. Rồi, ví dụ như sau. Ủa, câu ví dụ này cực kỳ dễ luôn mọi người. Jūgyō hajimemashō. Jūgyō hajimemashō. Hai. Vietnam ngữ đế wa nan desu ka? Bắt đầu giờ học thôi nào. Ok, quá chuẩn. Bạn Nguyễn Hoàng Huy. Hai. Bắt đầu là từ hajime, giờ học là jūgyō, rồi chúng ta thêm chữ thôi. Ủa của masho đúng không? Rủ dê các bạn hoặc là giáo viên nói với các bạn này, nói với mọi người này. Hajimemashō đúng không? Chúng ta bắt đầu thôi. Hai, ii desu ne. Tsugi, vemasho ka. Tức là nó chỉ thêm mỗi cái chữ ka vào thôi, nhưng mà sắc thái và ý nghĩa của câu văn hơi thay đổi một chút xíu. Cụ thể như sau. Về cách kết hợp thì không có vấn đề gì đúng không mọi người? Vẫn là bỏ đuôi masu, nhưng nó sẽ có tổng cộng là hai ý nghĩa. Trong đó,
Trang trang, ý nghĩa số 1, imichi. Để tôi làm về nhé. Nói tiếng Việt như thế này là gì nhỉ? Các bạn có hiểu ý nghĩa của nó? Tức là sẽ dùng để đưa ra lời đề nghị một cách lịch sự làm gì đó cho người khác. Ví dụ các bạn đang ở ngã tư đúng không? Nhìn thấy cụ bà thì mình muốn là để cháu dắt cụ sang đường nhé, đúng không? Hay thấy bạn gái của mình đang xe bị hỏng đi, để anh chở em đi làm nhé. Đó, thì mình muốn là bản thân mình sẽ thực hiện hành động đó cho đối phương. Ok chưa? Ví dụ nha, chị bảo để tôi giúp bạn nhé. Bây giờ các bạn chỉ cần nhớ được cái động từ giúp, giúp đỡ là gì thôi là sẽ thành lập được câu ví dụ ngay. Nào, một câu ví dụ bằng tiếng Nhật nào. Để tôi giúp bạn nhé. Câu này rất là thông dụng đúng không? Bởi vì chúng ta khi mà mình muốn giúp đỡ ai đó, mình là người tốt mà, đúng không? Mình luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tetsudatemashouka. À, Tuấn Sàng nhớ ra được động từ là tetsudaimasu rồi. Thế nhưng mà chúng ta đang học maso cả, đúng không? Không phải là T là thứ nhất. Thứ hai là sô của Tuấn Sàng bị thiếu trường âm ư rồi nha. Viết lại nào. Comment ngay lại xuống bên dưới nào. Để mình không sai chính tả như thế nữa. Tháng 8, 8 tháng chưa bay. Là 8 sáng chưa được bay đi Nhật hả? Tetsudaimasho cả. Bạn này cũng thiếu trường âm này. Ôi mọi người ơi, nếu mà nói nhá và viết thiếu trường âm là một cái lỗi cực kỳ nghiêm trọng ạ. Có thể là người ta nghe vẫn hiểu thôi nhưng mà cũng không đánh giá cao lắm, đúng không? Đó, thế cho nên các bạn cố gắng mình học chuẩn thì mình sẽ phát âm chuẩn và mình đi thi không sẽ bị không sai trường âm. Các bạn nào mà có kinh nghiệm đi thi JLB thì mọi người sẽ biết trường âm là một cái gì đấy nó rất là khó, đúng không? Chúng ta dễ bị mất điểm ở câu trường âm mọi người ạ. Rồi, bên TikTok có bạn Bảo Long này, bạn Đăng Xoan đúng không? Nếu CC đọc nhầm nhá thì có thể là bạn comment có dấu dự để các bình luận khác CC sẽ đọc đúng tên của bạn là Tetsudaimasho cả, quá chuẩn. Bạn Kiyoshi Satoru và Vĩnh Tuấn Tetsudaimasho cả, hay quá. Mọi người thấy không? Khi mà mọi người comment bằng điện thoại ấy, nó hiện luôn cái phần chữ Hán á, là các bạn sẽ có thói quen mình nhìn chữ Hán và mình quen mắt. Đó, mình quen mắt với chữ Hán đó. Ok, chúng ta sẽ đi đến đáp án của câu này nha. Tetsudaimasho ka. Ok, chuẩn chưa? Tsugi, tiếp theo. Vemasho ka với ý nghĩa số 2 là mình cùng làm về nhé. Tức là đây là một câu gì mọi người nhỉ? Một câu mời gọi nha. Mời gọi người nghe cùng thực hiện hành động nào đó. Đấy, cái này thì ý là cả hai nhá. Cái kia là một mình làm thôi, còn cái này là cả hai cùng làm. Rồi, chúng ta thử luôn với một ví dụ này. Basu ni norimasho ka. Hai, basu. Xe buýt đúng không? Cái bút này hôm nay nó hơi dở chứng một tí. Basu ni norimasho ka. Noru là động từ gì các bạn có nhớ không? Mà có gợi ý là basu rồi, chắc cái này cũng không quá khó đúng không? Dịch nào mọi người, dịch sang tiếng Việt nha. Bạn Ngọc Phan Đức, mình đi xe buýt nhé. Ok, các bạn dùng từ đi cũng được. Ngoài ra thì cái động từ nô đự là từ lên ấy mọi người. Đó, chúng ta cũng hay nói là lên xe buýt mà, đúng không? Mình cùng lên xe buýt nhé. Đấy, hai đứa rủ nhau đi ngắm cảnh, dạo vòng quanh, đúng không? Ok, tiếp theo là mọi người, mình cùng lên xe buýt nhé. Hãy giống kiểu, nào mình cùng đi chơi nhé, đúng không? Đấy, tiếp theo. Rồi, cái này thì sẽ tập trung vào ba động từ này. Đây là những động từ mà các bạn học không phải là đầu tiên nhưng mà cũng là giai đoạn đầu đúng không? Trong đó có động từ ikimasu, kimasu và kaerimasu. Mọi người còn nhớ nghĩa không? Nó là đi này, đến này và về. Để làm về, để làm về ở đây chúng ta hiểu đơn giản là có một trợ từ ni để biểu thị nó nhá. Tức là mục đích mình đi để làm gì? Đi Nhật để du học này. Rồi tôi đến nhà bạn để làm gì? Để ăn cơm đúng không? Về nước để làm gì? Để giữ lễ cưới. Đấy là những cái mục đích mà chúng ta thực hiện hành động này. Ok chưa mọi người? Rồi, thế thì nhanh chóng chúng ta sẽ đến những câu ví dụ của ngữ pháp này luôn nhá. Tôi đi siêu thị để mua đồ. Nào, động từ đi là gì? Siêu thị là gì? Và mua đồ, mua sắm là gì? Đây là cái mục đích của mình đó. Chúng ta đang nói đến đấy. Các bạn thấy chưa? Rồi, một câu tiếng Nhật nào. Đấy, là chúng ta gọi là thay đổi Nhật Việt. Để các bạn có cái phản xạ về đặt câu nhá. Thì rất là tốt trong quá trình các bạn kaiwa thực tế. Câu này không hề khó đúng không? Động từ đi chúng ta nói rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần tìm được động từ mua đồ, mua sắm là ok.
Ok, cảm ơn bạn Hoàng Huy nha. Sư bà ấy, kaimono ni ikimasu, quá chuẩn. Và tôi thường là những cái chủ ngữ tôi và bạn có thể là lược bỏ trong câu, vì vậy các bạn không cần watashi cũng được. Siêu thị là gì nhỉ? Sư bà ấy. Ok, đi đến đâu chợ từ ế này. Kaimono ni, mục đích của mình này. Ikimasu, hay, quá chuẩn rồi. Bạn Kiyoshi Satoru cũng vậy. Sư bà ấy, kaimono ni ikimasu, tadashii desu. Hay, sugi desu ne. Tai, rồi, tai là một cái gì nhỉ? Một cái ngữ pháp cực kỳ dễ và các bạn nói hàng ngày luôn, đúng không? Về tai desu. Rồi, ở bên trên mình sẽ có hình thức khẳng định là đuôi masu, bỏ masu cộng với tai desu là tôi muốn làm gì. Ngược lại, phủ định của nó là mình sẽ chia chữ tai này, mọi người thấy không? Đặc biệt là các bạn đang học N5 nhá, nhiều khi mọi người bảo là bây giờ phủ định của nó là gì nhỉ? Mình chia để sự thế nào nhỉ? Nhưng không mọi người nhá, mình sẽ chia chữ tai. Các bạn nhìn thấy tính từ chưa? Nhìn thấy chữ y chưa? Thì mình sẽ bỏ y thêm kunai là sẽ được phủ định ngay là tôi không muốn làm về. Đấy. Ok chưa ạ? Muốn hoặc không muốn nhá. Tuy nhiên, có một cái chú ý rất là quan trọng mà nhiều bạn nhầm cực kỳ nhiều luôn. Đó là không dùng để nói về mong muốn của người thứ ba. Của người thứ ba là sao mọi người? Bố tôi muốn cái gì? Bố tôi muốn mua xe mới này, em gái tôi muốn đi du học Đức này, đúng không? Đấy là người thứ ba, không phải là watashi. Cho nên không đi với mẫu câu này. Cho nên các bạn nhớ là tai chỉ dành cho watashi, cho bản thân mình mà thôi mọi người nhá. Ii desu ka? Mọi người nắm được hết bài chưa? Ví dụ nào, tôi muốn đi Nhật. Quá dễ luôn nhờ, kantan sugi. Thực hiện hành động ở một nơi nào đó là dùng để, đúng không sensei? Chính xác nhá, là chúng ta muốn nhấn mạnh vào cái hành động đó là mình thực hiện ở đâu, ở địa điểm nào, vị trí nào thì mình dùng để là đúng rồi. Bạn đạt thứ ba nha. Đạt sáng cũng hiểu ra rồi đúng không? Bởi vì trong cái câu vừa rồi á, chúng ta cho nó đi với động từ ikimasu, đạt sáng ạ. Thì mình sẽ đi với trợ từ e, hoàn học cao hơn. Các bạn sẽ thấy trợ từ nhị cũng đúng, là mình sẽ thể hiện hướng di chuyển. Mình đi đến đâu đúng không? Mình hướng ở phía này, mình đi đến siêu thị. Chứ không phải là mình đi đến trường học, không phải là mình đi đến bệnh viện. Đúng không ạ? Chứ mình không phải là thực hiện hành động đấy tại một điểm cố định đâu. Mình nhấn mạnh cái chữ ikimasu nhá. Động từ rất là quan trọng để quyết định trợ từ, đạt sáng ạ. Đạt sáng hiểu chưa? Comment xuống bên dưới cho sensei biết nào. Quên hết ngữ pháp rồi sensei ơi. Chưa gì đã quên hết rồi. Đó thì mới cần có những buổi tổng ôn như thế này, đúng không? Giúp các bạn đào lại, nhớ lại. Thật ra là các bạn học hết rồi đúng không? Nhưng có thể là sau một quá trình quá dài các bạn không học, hoặc là bỏ bê mãi chơi gì đấy nhưng các bạn quên. Quên thì vào xem live là nhớ. Chứ để một mình ngồi học chắc phải mấy ngày không xong, đúng không? Xem live chi một tí thôi là nhớ được hết rồi. Nihon ni ikitai desu. Nihon e ikitai desu. Rồi, có bạn Quốc này, bạn Đàm Xuân Hinh, bạn Khánh Chi, bạn Thu Diamond và bạn Văn Hòa, bạn đạt thứ 3. Betonamu e ikitai. So desu ka? Nếu mà mình là người Việt Nam nhá, mà mình có từ Betonamu thì mình sẽ dùng động từ là về. Tôi muốn về Việt Nam, đúng không? Ví dụ mình đang ở Nhật, mình đang ở nước ngoài ấy. Betonamu e kaeritai desu. Với cả đạt sang nha, cái chữ P không phải là B phở mà là B bò, tức là B này này. Tên tên nhá, chứ không phải Betonamu, nước mình mà viết sai nó kỳ đúng không? Đó, để ý nhá. Rồi, có rất nhiều bạn làm đúng rồi. Chúng ta có Nihon e ikitai desu. Có một số bạn chọn chỗ này là trợ từ ni hoàn toàn ok mọi người nhá. Như sensei cũng vừa giải thích rồi ạ, là hướng mục đích của mình, hướng đến cái vị trí nào đều ok hết. Đúng rồi, sai cái nào thì mình viết lại cái đấy, viết xuống comment là mình sẽ nhớ. Rồi, tiếp theo, cái này là bắt đầu của N4 đây. Các bạn N4 đâu rồi? N4 đâu rồi? Vào comment xem nào, vào điểm danh xem nào. Nagara. Nagara dịch là gì mọi người? Vừa, đúng không? Vừa, tức là mình thực hiện hai hành động đấy đồng thời, vừa làm V1, vừa làm V2. Cách kết hợp cực kỳ dễ, động từ bỏ mát sự là xong, cộng với anh Nagara, rồi là V2 đằng sau mình có thể tùy ý, mình chia thì ở hiện tại quá khứ vân vân, hoặc là những cái mẫu câu khác đều được. Tuy nhiên, có một cái lưu ý ở đây mà nhiều bạn không để ý ạ, đó chính là hành động ở phía sau, tức là hành động số 2 này mọi người nhá, mới là hành động chính.
chính là sao nhỉ? Tại sao người ta phải chia ra chính phụ làm cái gì? Thì đồng thời mình gọi là một công đôi chuyện ấy. Thế nhưng chính phụ nó rất là quan trọng trong những cái câu văn mà mình nói nhá. Mình nói vu vơ thì mình nói cái gì cũng được, nhưng mà để chính xác nhất ấy, và đảm bảo đối phương hiểu được ý của mình ạ, thì các bạn nhìn vào ví dụ đây. Đây là một ví dụ tiêu biểu thôi, nhưng thông qua ví dụ này chúng ta sẽ phân tích vì sao phải chia ra V1, V2, vì sao phải có cặp chính phụ này. Có bạn nào đã dịch được ví dụ này giúp sensei chưa? Utai nagara kuruma o unten shimasu. Tôi vừa hát vừa lái xe. Lên N3 có nghĩa là mặc dù, chính xác đấy. Gọi là senpai có khác đúng không? Lên N3 và các bạn học đầu N2 á, mọi người sẽ học nagara. Nhưng các bạn đang học sơ cấp nhá, mọi người nhớ cái nghĩa vừa này đã. Và sau đấy học lên N2 mình bảo à, mình học nagara rồi đúng không? Thì ra nó còn mở rộng ra nghĩa này nữa cơ à đúng không? Chứ lúc đấy, ơi em đã học nagara bao giờ đâu thì không được đâu mọi người nha. Ii desu ka? Ừ, bạn Lan Hồ này, tôi vừa lái xe vừa hát. Hãy dịch sang tiếng Việt thì các bạn có thể là đổi trật tự hai động từ, nhưng chúng ta sẽ có là unten lái xe đúng không? Mới là hành động chính, còn hát chỉ là mình hát vu vơ cho nó đỡ buồn ngủ rồi là cho vui thôi. Tức là cái hát là cái phụ thêm vào cho hành động chính là hành động lái xe thôi. Mọi người nắm được chưa? Đấy là lý do vì sao mà cần phải nhấn mạnh cho mọi người chính là phụ nhá. Ví dụ tôi vừa ăn cơm vừa xem tivi thì ăn cơm là chính đúng không? Tôi vừa nghỉ giải lao vừa xem livestream thì có thể là các bạn nghỉ trưa ăn cơm là cái hành động chính, còn các bạn xem livestream là để mình tranh thủ mình học được thêm kiến thức ít nhiều á, đúng không mọi người? Vừa hát vừa lái xe, vừa lái xe vừa hát, đấy ok. Tiếng Việt của mình thì thế nào cũng được, chẳng qua là các bạn chú ý thêm một chút nữa thôi để mình nhấn mạnh được động từ chính mà mình muốn nói. Cái này em hay bị lộn. Bị lộn cái gì hả Văn Hòa sáng? Cách kết hợp hay là động từ? Dịch từ cuối câu dịch lên được không sensei? Cái này phải là tùy từng câu mọi người nhá. Trong cái phương pháp đọc dịch của tiếng Nhật thì mọi người hay dỉ tai nhau là dịch từ cuối lên, nhưng nó không đúng 100% đâu ạ. Mà chúng ta cần phải có cái khung câu, tức là các bạn xác định được chủ ngữ và vị ngữ cũng như là các liên từ này, rồi là thông qua dấu phẩy, dấu chấm hoặc là những cái ngữ pháp như là de, no, ni, ka, da vân vân. Nói chung là rất là nhiều yếu tố để có thể dịch được một câu hoàn chỉnh đó mọi người, chứ không có chỉ một cái phương pháp là dịch từ cuối lên thì gọi là không được chính xác cho lắm. Hay tiếp theo, yasui. Yasui thì có nghĩa là dễ đúng không mọi người? Bản thân cái từ vựng này là một tính từ đuôi y và đã được dịch là dễ dàng rồi, cho nên câu này cũng rất dễ dàng để nhớ được ý nghĩa phải không nào? Cách kết hợp sensei ạ mà em lại hay dùng trong công việc mà người Nhật vẫn hiểu. Ừ, bởi vì mình là người nước ngoài ấy, thế cho nên là có thể các bạn chỉ cần dùng đôi ba cái từ vựng thôi là đối phương có thể hiểu mình nói gì rồi, rất là tốt đúng không? Thế nhưng mà để có thể là mình kaiwa tự nhiên hơn và giao tiếp càng ngày càng tốt hơn thì mọi người nên để ý thêm cái cách kết hợp nhá, để mình không bị nhầm, mình không chia lung tung. Rồi, ngữ pháp này là dễ làm, chính xác, cũng bỏ mát sự mọi người nha. Rồi, ví dụ như sau. Kono reben. Kono pen wa kaki yasui desu. Kono pen. Pen là cái gì mọi người nhỉ? Kono pen desu ne. Kono pen wa kaki yasui desu. Mọi người thử dịch sang tiếng Việt nào. Kaki yasui. Cái bút, đúng rồi, pen là cái bút. Rồi, còn kaki là động từ gì nhỉ? Cây bút bi này dễ viết. Hay cảm ơn bạn Huỳnh Như DN nha. Cái bút này dễ viết. Hay ok. Rồi các bạn TikTok hôm nay tuyệt vời quá. Mọi người comment nhanh thật đấy. Cái bút này dễ viết đúng không? Trừ cái bút này mọi người nhá. Hôm nay hơi dởm. phải dùng là khó viết chứ không dễ viết. Thế bây giờ khó mình nói thế nào nào? Từ ngược lại của nó chính là từ nikui đúng không? Đây cũng là một tính từ đuôi y được chưa nào? Cách kết hợp vẫn là bỏ mas rất rất là dễ và mình dịch là khó, khó khăn để làm cái về gì đó. Cái bút này khó viết quá đúng không? Rồi, thế bây giờ các bạn thử sức với ví dụ này nhá. Dễ hơn các bạn dịch sang tiếng Việt nào. Tiếng Việt. Kono kutsu wa aruki nikui desu. Kono kutsu. Kutsu wa nan desu ka? Aruki. Aruki nikui desu. Hay bạn chim sẻ này, bạn Bảo Long có comment rồi. Đôi giày này khó đi quá. Ở sensei cũng không muốn chỉnh tiếng Việt đâu, nhưng mà chim sẻ ơi, đôi giày mình phải là đi chữ gì nhá. Giày thế này nhá. À, giày này nhá. Không dạy tiếng Việt đâu nhưng mà viết đúng lại một tí. Hay bạn Huyền Bếu, đôi giày này khó đi. Bạn Nhi Ngô, đôi giày này khó đi. Bạn Đức Nguyễn Đức Đang, cái giày này khó đi. Đấy, bạn Hồ Xuyên Huyền cũng thế. Giày là chữ gì không phải chữ giờ đờ đâu nha.
Đôi giày này khó đi, quá chuẩn. Hai, いいですね. Chang chang, 10번, 過ぎる. Cái này thì thỉnh thoảng CC cũng nói rồi đúng không? 過ぎる có nghĩa là quá, để cho mọi người, quá. Động từ cũng bỏ mát sự và mình thể hiện là quá cái giới hạn, quá một cái mức nào đó. Ngoài động từ ra thì nó có thể kết hợp được với tính từ nữa mọi người nha. Cụ thể có cái đuôi gì mình cứ bỏ hết đi. Y bỏ y, na bỏ na, cộng sugi được. Ví dụ quá ngon, oishi sugi, đúng không? Quá gì? Quá đẹp đi. Kire sugi, được chưa nào? Là quá. Hay, chính xác. Ví dụ luôn nào. Debun. Oishikatta no de hiru gohan o tabesugimashita. Có bạn nào từng rơi vào trường hợp này chưa? Đang giảm cân đúng không? Thế nhưng mà oishikatta no de, cho nên hiru gohan o tabesugimashita. Nghĩa là gì nào lớp mình ơi, các bạn ơi? Rồi, rất nhiều bạn còn nhớ nghĩa đúng không? Comment quá rất là nhiều này. Quên luôn tiếng Việt rồi. Nhiều bạn bị mất gốc tiếng Việt ấy mọi người. Nói toàn nói gọi là chêm đúng không? Ít tiếng Việt, một ít tiếng Nhật. Cậu nào làm ví dụ này giúp sensei chưa? Rồi, ok, cảm ơn bạn Hạnh Đỗ này. Vì ngon quá nên tôi ăn quá nhiều. Hay, đúng rồi. Còn cụ thể ăn cái gì thì hi đưa hàng chính là bữa trưa đúng không? Vì ngon quá nên là trưa nay tôi ăn quá là nhiều cơm. Hay, có một lưu ý cho mọi người thì sư ghi đự là động từ nhóm 2. Tại sao phải nói thế? Bởi vì qua quá là nhiều lớp sơ cấp và đi thi nữa, các bạn bị nhầm cực kỳ nhiều. Mọi người không biết nó là động từ nhóm 2 nên là chia lung tung. Bây giờ mọi người nhớ nhá, nhớ giúp sensei nhá. Hôm nay chúng ta đã quy ước với nhau đây là động từ nhóm 2 rồi. Vì vậy khi chuyển sang thể đự mình sẽ là sugiru, chuyển sang thể tạ là sugita, sugite. Được chưa mọi người? Dễ không? Nhớ nha, opoite kudasai yo. 11. So desu. Cái này tầm cuối cuối nhá, cuối N4 đi. Đấy, cái bút này đều quá mọi người ơi. Cuối N4, cuối N4. Động từ bỏ mắt cộng với so desu, tức là mình sẽ nhìn đúng không? Mình nhìn bằng mắt thường, mình quan sát và mình suy đoán, dịch là trông có vẻ. Ví dụ có vẻ sắp mưa đúng không? Hay là động ngoài động từ ra thì có thể là tính từ, các bạn cũng nhớ bỏ cái đuôi đi là được. Bỏ y, bỏ na cộng so. Ví dụ ngon quá, một cái câu cực kỳ thảo mai đúng không? Oishi so. Mọi người đều biết rồi đúng không ạ? Thì mình bỏ chữ y đây đấy. Đúng không nào? Debun kimasho. Hai. Trời có vẻ như sắp mưa. Nói thế nào ạ? Dạo gần đây ở Việt Nam mưa rất là to mọi người. Đó, ví dụ bây giờ mình ra ngoài trời đúng không? Mình nhìn thấy mây đen cu kịt kéo đến và mình dự đoán trời có vẻ sắp mưa. Thì tiếng Nhật mình nói thế nào? Các bạn bên Nhật hôm nay thời tiết thế nào ạ? Tenki do desu ka? Ở Nhật lâu giờ người Việt với nhau mà toàn nói tiếng Nhật sensei ạ. Sensei cảm thấy là nếu mà ở ở nước bạn nhá, ở Nhật thì các bạn giao tiếp được tiếng Nhật với nhau là một cái tốt, cũng là một cái cơ hội để mọi người luyện tập phản xạ và luyện tập kaiwa với nhau đúng không? Nếu mà có sai gì thì mình sửa cho nhau cũng rất là dễ. Đấy, chỉ có comment là sensei mới sửa được chính tả cho các bạn thôi này. Bạn bạn Vĩnh Tuấn nha, mô sư gự phải có chữ ư, tức là mô ư sư sư gự. Tuấn Sàng comment lại cho sensei nào, viết lại cho nhớ. Học off, học trực tiếp là bắt chép phạt rồi đấy. Rồi, cảm ơn bạn Huỳnh Như, mô sư gự ame gạ. À, phù đi. Như Sàng ơi, nhìn chữ Hán nó bị sai chưa? Phù đi mas. Nhìn các bạn này, chữ phù đi mas, ví dụ như bạn Tuấn viết phù đi mas là đúng rồi. Còn bạn Như đây là chữ cổ nha, là chữ phù đuôi. Đấy, thế là nó tự nhảy à? Em bị yếu trường âm sensei ạ. Nói học lớp sensei là suốt ngày chấp phạt đấy nhá. Yếu trường âm thế nhưng mà trường âm lại rất quan trọng, cho nên là nhớ cải thiện nhá, để mình phát âm này, mình làm bài thi sẽ chuẩn hơn. Ame ga furi so desu. Rồi, có một số bạn thêm được từ mô sư gự, quá chuẩn luôn. Mô sư gự ame ga furi so desu. Chuẩn chưa mọi người? Bởi vì từ mô sư gự là từ sắp mà, đúng không? Động từ mưa rơi là ame ga furimasu. Thành cũ rồi không phải mưa. Ừ đúng rồi, chữ furi là chữ cũ nhá, không liên quan gì đến mưa gió ở đây cả. Đấy. 12. Động từ bỏ mas cộng với ba cái anh này. Mọi người có đọc được hết không? Đầu tiên là gì nhỉ? Ha ji me de, ha ji me de. Tiếp theo, zu zu ke de, và số 3 là
Oba đấy ạ. Ok không? Đọc được hết chưa mọi người? Chữ Hán này chắc của N5 nhỉ? Chữ Hán N5 nhá. Còn ngữ pháp thì là N4. Đấy. Mình sẽ dịch như sau này. Bắt đầu, tiếp tục hoặc là duy trì và cuối cùng là làm hoặc là kết thúc hành động về. Ok chưa? Tức là cái này nó không khó một chút nào cả. Các bạn chỉ cần dịch được cái động từ ở phía sau thôi là các bạn dịch được câu ngay. Thế chúng ta thử sức với ví dụ số 1 luôn nhá. Ame ga furi hajimemashita. Dễ quá, vừa gặp mưa rơi sao? Ame ga furi hajimemashita ne. Tenki wa ame ga furi so desu. Thường ame thì mình không cần đi với từ tenki đâu chim sẻ rằng nhá. Ví dụ là kyo wa tenki ga ii desu ne. À, trời bắt đầu mưa nhỉ. Còn đúng hơn chúng ta có thì quá khứ đúng không? Thì mình sẽ dịch là chữ đã. Trời đã bắt đầu mưa nhỉ. Tức là mưa rồi đấy. Và bây giờ mình nhìn ngoài trời đúng không? Mình nói là trời đã bắt đầu mưa nhỉ. Mô sugu shigoto shiteiru kara benkyo dekimasen. Đấy, sửa cho lỗi cái là thành lập được câu ngay. Rồi ok, chắc là các bạn bên Nhật cũng sắp đến giờ vào làm ca chiều rồi đúng không? Tranh thủ học nhá, bao giờ gần vào làm thì mình thoát like mình vào làm. Câu tiếp theo này mọi người, venasai. Nasai thì bằng nghĩa với vtkudasai. Hai cái anh này bằng nhau, gọi là tương đương đi. Tương đương nhau và mọi người cũng nắm được nghĩa của nó rồi đúng không? Chính là hãy, hãy là V, thể hiện sự chỉ thị là 1, mệnh lệnh là 2, được chưa nào? Thường là những người có địa vị cao hơn ra lệnh cho người thấp hơn, sếp giao việc cho cấp dưới đúng không? Photo tài liệu đi, giáo viên giao bài cho học sinh về nhà là nhớ nộp bài tập về nhà cho cô nhé. Đúng không nào? Thì chúng ta hay chia hình thức này. Tuy nhiên nếu mà mang cái tính gọi là chỉ thị mệnh lệnh và bắt buộc phải làm thì các bạn thấy là nasai nó sẽ có nhiều cái sắc thái đấy hơn. Nó không phải là cứng hơn, thế nhưng mà nó chứa cái ý mệnh lệnh mạnh mẽ hơn. Còn vtkudasai giống như là mình muốn người khác làm cái đấy á, là mang cái onegai, mang cái tính chất hoshi ấy mọi người. Ví dụ mở cửa giúp em nhé này, hay là anh bật điều hòa giúp em nhé, vân vân. Tức là mình không phải ra lệnh ạ, mà mình muốn nhờ vả đối phương thôi. Đấy, nếu mà gọi là hiểu kỹ hơn một chút xíu thì nó hơi khác biệt với nhau về sắc thái thôi mọi người nhé. Còn cái mạnh nhất thì phải là thể mệnh lệnh đúng không? Shido, đúng không? Cái này thì mọi người sẽ được ôn sau ở những cái buổi live sau mọi người nhé. À, comment. Nào làm ví dụ mọi người ơi. Hãy làm bài nhanh đi. Bài tập là gì? Động từ làm là gì? Nhanh là gì? Ghép ba động từ đấy lại là xong. Làm bài tập nhanh đi. Nói nào nhỉ? Hãy, chan chan. Hayaku shukudai o yarinasai. Nhanh là hayaku này, bài tập là shukudai và động từ làm là yari. Đó, bỏ mát sự đi cộng với nasai, yarinasai. À, chốt tổ. Rồi, Ngọc Phan Đức đúng không? Bạn ấy viết toàn hira thôi. Bây giờ CNC còn phải căng mắt ra nhìn bạn viết đúng thiếu thừa thế nào không ấy. À, viết chữ Hán được thì càng tốt mọi người nhé. Đấy, lại sai chính tả. Nhìn cái hayaku, Đức Sáng ơi. Hayaku nha, không có chữ y ở đây. Nhớ comment xuống ngay bên dưới cho sensei nào. Viết lại một lần nữa, chắc chắn là mình sẽ nhớ hơn. Shukudai o shinasai. Ừ, shinasai cũng được nhá. Mỗi tội là hayaku bị sai thôi. Hayaku chứ không có hayaku. Đó, mọi người thấy không? Tác dụng của việc comment là được chữa chính tả, xem là mình đã đúng hay sai. Rồi, tiếp theo là cái phần khó nhất nhá, đặc biệt dành cho các bạn N4. Đó là về kính ngữ, bao gồm tôn và khiêm nhường ngữ. Cụ thể ở đây, O cộng với V must, động từ nhóm 1 hoặc nhóm 2 nhá, cộng với nhị naru. Còn go thì động từ nhóm 3, hoặc là mọi người nhìn thấy shimasu là cũng đoán được ra rồi, đúng không? Và mình sẽ dịch là, làm gì nhỉ? Làm V. Tuy nhiên nó là tôn kính ngữ cho nên mình sẽ hiểu là mình dùng cái hành động này cho những người cấp trên, ví dụ như là giáo viên, bác sĩ, rồi là khách hàng, giám đốc, đúng không? Sếp của mình thì mình dùng tôn kính ngữ. Hãy các bạn nhanh chóng áp dụng trong câu ví dụ tiếp theo. Sensei wa mou okaeri ni narimashita ka? Kaerimasu là động từ nhóm 1. Bây giờ mình thêm o phía trước này, bỏ mát sự đi cộng với naru, đúng chưa? Thì thành một tôn kính ngữ và là hành động của những người mình coi trọng, đúng không? Cụ thể ở đây là cô giáo. Cô giáo đã đi về rồi. Được chưa mọi người? Nhanh quá không? Tiếp nhá. O go cộng kudasai.
Cứ đa sai chúng ta cũng vừa nhắc xong là nói về mình tính ra lệnh đúng không? Thế nhưng mà đây không phải mình ra lệnh cho cấp trên của mình được, mà mình chỉ là yêu cầu một cách nhẹ nhàng thôi. Ví dụ, dozo ohairi kudasai, khách hàng đến công ty mình chơi hay là đến cửa hàng mình ăn chẳng hạn, mình hướng dẫn họ là xin mời vào, được chưa? Dozo ohairi kudasai. Tiếp theo 16 cũng có cách kết hợp tương tự nhưng không phải nadimas mà là anh shimas, thì nó lại thành khiêm nhường ngữ. Khiêm nhường ngữ nha, và chúng ta dùng cho hành động của bản thân mình, bản thân mình. Ví dụ, watashi ga go annai shimas, kochira ni dozo. Vậy hành động annai này là của watashi đúng không? Của tôi làm nhá. Tôi sẽ hướng dẫn cho nên xin mời đi lối này. Hãy ok, vậy là chúng ta vừa cùng nhau tổng ôn về 16 ngữ pháp liên quan tới đuôi mắt sự này. Có nhiều không mọi người? Đấy, nó là dễ thôi nhưng mà cực kỳ nhiều đúng không? Osugi. Và không biết mọi người đã nắm chắc nhá. Rồi, ở đây phải nhấn mạnh từ nắm chắc, nắm vững được bao nhiêu trên tổng số 16 này rồi nào. Mọi người nhớ comment xuống bên dưới cho Sensei biết là mọi người đang học, đang nhớ ở mức độ nào nha. Rồi, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một thể nó ngắn hơn, mọi người yên tâm. Sẽ ngắn hơn, sẽ nhanh hơn, đó chính là thể quá khứ, thể tạ do thầy Umeda sẽ phụ trách. Mọi người tiếp tục cùng comment, cùng học với Umeda sensei nha. Hay đâu rồi. Hai ni sensei arigatou gozaimashita. Hai. Hai minasan, ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Hai. Ja ima kara te ta desu ne, benkyou shite ikimashou. Hai. Oni ma mọi người ơi, thể ta thì có cách chia nhỉ, mọi người có nhớ kỹ không nhỉ? Hay giống như thể tệ thôi nhá, chúng ta xem lại một chút nhá. Hay ok, đây là động từ nhóm một. Hay nhóm một thì là chia như thế nào? Chúng ta phải chia bằng âm cuối đúng chút mas này. Hay âm cuối đúng chút mas là đây li bi mi ki gi shi ki này. Hay nếu mà âm cuối đúng chút mas là y chi hay là li thì là thể ta sẽ là ta. Hay desu ne, ta desu ne. Ví dụ kirimasu thì là kitta ne. Còn nếu mà nếu mà âm này là bi mi hay là ni thì là thể ta sẽ là na. Hay ví dụ nhá, yobimasu là yonda. Hay yomimasu là yonda chẳng hạn. Hay còn ki thì là ita, gi ida, si shita. Hai, có nhiều cách chia nhé. Nhưng mà có một ngoại lệ là ikimasu, jien ikimasu. Động từ này thì là sẽ là đây đây đây, âm là ki nhưng mà jien ikimasu thì là sẽ là itta. Đây là ngoại lệ nhé. Hai, trong tiếng Nhật thì hầu như khi nào cũng có ngoại lệ. Nhưng mà giống như là thể thể thôi, thể thể thì là ichi ni, thì là thể thể là te, bi mi ni thì là nde đúng không? Chỉ là nguyên âm thế thành ta, e thành a thôi, rất giống nhau luôn. Hay còn nhóm 2 và nhóm 3 thì sao? Hay thế ta nhóm 2 thì là bổ masu, xong là thêm ta này, bổ masu, xong là thêm ta thì là tabeta, rất dễ luôn. Hay ne masu thì là ne ta, okimasu, hay bổ masu và thêm ta thì là okita. Hay quá dễ luôn, cái này cũng giống như thể tên nhỉ. Hay thể tên thì là thêm thể, thể ta thì là thêm ta thôi. Còn nhóm ba nhá, shimasu thì là shita, kimasu kita, so desu ne. Hay benkyou shimasu, benkyou shita, benkyou shimashita. Hay minasan dou desu ka, wakarimasu ka, daijoubu? Hay moshi wakaranakatta ra comment してください. Nếu mà không hiểu gì, không biết gì nào thì nhanh tay comment nhé. Hai. Ok, thế thì bây giờ chúng ta xem lại những mẫu câu này kết hợp với thể ta nhé. Hai. Ví dụ, takoto ga arimasu. Takoto ga arimasu. Mẫu ngữ pháp này là nữ nam đây. Hai. Trong quyển sách Zumori và Minna no Nihongo thì là số bài 19 thì phải. Ừ, 19. Takoto ga arimasu. Hai. 皆さん、意味は何ですか？たことがあります、こげらじばい。たことがあります、こげら。
Hay. Và nếu mà có thời gian thì các bạn làm một câu ví dụ nào sử dụng với ngữ pháp này, sử dụng ngữ pháp này. Hay. Đã từng làm gì? Ồ, Chin san, arigatou gozaimasu. Ii desu ne. Đã từng làm. So desu. Hay. Ngữ pháp này có nghĩa là đã từng làm cái gì đó. Hay. Ví dụ. Thường xuyên làm hành động. Đây là đây hỏi là kinh nghiệm của quá khứ nha, Bảo Long sang. Nên là có nghĩa là như là đã từng làm gì á. Ví dụ, Nín sen se, ăn natto bao giờ chưa nhỉ? Mọi người có biết natto là gì không ạ? Natto là cái gì? Cái, à, đậu, đậu nhưng mà đã lên men à? Hai. Nín sen se, natto wo tabeta koto ga arimasu ka? Hai, tabeta koto ga arimasu. À, Nín sen se, arimasu ne. Hai. Dou deshita ka? あんまり美味しくなかった。そうか、わかりました。はい、先生はね、日本人ですから納豆が大好きです。はい、皆さんどうかな。はい。あとラムジー、そうですね。はい。こうウィズカクラ、以前日本に行ったことがあります。以前日本へ、日本に行ったことがあります。こないこんげらずいにょ。だぜいにょ。以前ゾミュラ、ね、こっちをない。こんげらちょくちょくだい。Tôi đã làm gì? À, tôi đã từng làm gì? Hả? Đấy, quá dễ đúng không? Trước đây tôi đã từng làm gì? À, Nihon là Nhật Bản. Ồ, đây này. Dùng động từ ikimasu này là ngoại lệ trong nhóm một mình vừa giới thiệu xong. Đấy, thể thao là itta nhé, itta. Ồ, Béo san, trước đây tôi đã từng đi Nhật Bản. So desu ne, hai, totemo ii desu. Hien san, trước đây đã từng đến Nhật Bản. Hai, Lily Nguyen san, trước đây tôi đã từng đi Nhật. Quá dễ luôn. So desu ne, hai, ok ok. Hai, trước đây tôi đã từng đi Nhật. So desu ne, hai. Ngữ pháp này đang hỏi kinh nghiệm quá khứ này. Còn tiếp theo, hai, vì tara. Hai, tara. Vì ta là, hay, cái ngữ pháp này thể hiện là giả định hay là điều kiện, hay, có thể kết hợp, có thể cũng có thể kết hợp với tính từ hay là danh từ như thế này nhá, hay. Ví dụ, câu ví dụ này, hay. Ồ, tiếng Việt Nam xuất hiện chút, sorry, hay. Ví dụ nhá, もしお金があったら車を買います, hay. もしお金があったら車を買います. Nếu nếu mà có tiền, nếu mà bây giờ có tiền thì tôi sẽ mua ô tô. Chắc là sensei cũng vậy. Sensei cũng muốn mua ô tô. Hai. Ok, mọi người nếu mà có tiền, mọi người sẽ làm gì ạ? Minasan. もしお金があったら何をしますか? Comment してください. Mọi người comment bằng tiếng Nhật nha. もしお金があったら皆さんは何をしますか?林先生は?旅行に行きたいです。あ、そうですね。あ、先生もそうですね。もしお金があったら、まあ、車も買いたいですが、先生も旅行へ行きたいです。はい。林先生、どこに行きますか?どこに行きたい?日本とか、日本とか。あ、韓国とか。そうかそうか。韓国ですね。はい。韓国もとてもいい国です。はい。先生は、ダラかなとかベトナム先生は旅行したいです。はい。ダンスワンさん、おダンスワンさんもお金があったら車を買えますか？はい。OK です。じゃあ次行きましょう。はい。次です。タリタリ。はい。ウェもタリ、ウェハイタリ。グファプナイティラ、テヒエンラ、リエッケーな、リエッケー。今、おらい、クワンチョンラ、ホンコトゥトゥなのか。ねら、à, ngữ pháp này thì liệt kê hai hành động trở lên, hành động một và hành động thứ hai, nhưng mà thứ tự là như nào cũng được, có nghĩa là nào là ví dụ nhé, 休みの日は映画を見たり音楽を聞いたりしています。はい、ngữ pháp này có nghĩa là gì ạ? はい、例えばね、休みの日は映画を見たり音楽を聴いたりしています。こないこんげら。ngày nghỉ tôi xem phim. Nào là xem phim, nào là nghe nhạc. Nhưng mà ở đây thì không có thứ tự.
Hay, xem phim đã nghe nhạc hay là nghe nhạc đã xem phim nó không liên quan, như nào cũng được. Hay, いいですね。バオロンさん、そうですね。vào ngày nghỉ tôi sẽ nào là xem phim nào là nghe nhạc. そうです。順番は関係ないです。はい。tiếp tục nhá. はい。他方がいいです。他方がいいです。はい。ngữ pháp này cũng hay dùng trong khai và cuộc sống. có nghĩa là nên làm gì, nên làm vậy thì tốt hơn. Hay. hay là cũng có thể nói là phủ định. nếu mà kết hợp với thể phủ định động từ thì là nay hồ gà y des. không nên làm vậy thì là tốt hơn. không nên làm vậy thì là ok hơn. Hay. ví dụ nhé. ví dụ sẽ là như này. 風の時は無理をしないで休んだ方がいいですよ。はい。風だ、風。風、ビッカムくん。キービッカムくん。ビッカムって、チュンタネンランサウ。チュンタネンランテナウは、ホンネンランテナウ。はい。ネンラン、そうですね。ベウさん、ドムさん、そうですね。はい。無理をしないで、休んだ方がいいです。こない、こんげらずや。無理をするたら、ニューナウ。クワ、頑張る。頑張りすぎます。はい。クワスケ。はい。こわん、クワム。クワム。もう休んだ方がいいです。に。はい。にゅうばいか、こうない。はい。お、ドムさん、コメント、ラ、キーカム、カムくん、ティ、本年、こうま、に、ティ、と。まあそうですね。まあ、頑張りすぎないで、はあ、休んだ。まあリラックスした方がいいです。はい。バオロンさん、キービカムくん、ドゥンラン、ウェッ、クワス。まあ、年に ngồi sẽ tốt hơn. そうですね。はい。はい。皆さんとてもいいです。キビカムくんって本年壊す。まあ、年に ngồi って本題って OK 本題とほん。はい。購入開示3点別。OK、ちょんた tiếp tục nào。はい。たあとで。たあとで。cũng là ngữ pháp rất dễ, đúng không ạ?ngữ pháp này rất là dễ luôn, có nghĩa là sau khi làm vậy thì sau khi làm, hay sau khi nên là có thứ tự rất là rõ ràng, hay ví dụ sẽ là ô tiếng Việt tiếng Việt xóa kiến trúc, ok, 夕飯を食べた後でジョギングをします, hay sau khi ăn bữa tối sẽ làm gì, ジョギング, à, ちょっと違いますね。Sorry mọi người nha. Sau khi đi ăn bữa tối, tôi đi bộ. Nhưng mà tất là jogging thì là chạy bộ nhẹ nhàng như thế này. Thôi. Không phải là đi bộ đâu nha. Hay. Jogging thì chạy nhẹ. Không phải là quá sức đâu. Như này. Như này gọi là chạy bộ. À, trong tên này là jogging. Nếu mà đi nhanh hơn thì là có một cái từ running. Running cũng có nghĩa là chạy bộ. Nhưng mà nhanh hơn jogging. Nghiêm túc hơn. いいですか?ジョギングらチャイニャ、チャイボニャ。はい。いいですか?皆さん。次です。はい。たばかりです。ああ、ぬふくないとぴ。は、ほほい、こて、うん、こて、ぜにゃん、ぼいや、もぬふくかく、ま、いんぎや、にゅにゃん。たばかりです。こげら、わ、もいらん、わ、もいらん、そん、わ、もいらん、わい。はい。皆さんこれは使ったことがありますか?もう一度あとの続くのファプナイチは。チョンシンソン。たばかりです。はい。のファプナイテヒンラ。かい、かい、かじのトイレも。チュワロウ。ダークワチュワロウ。ウィズ、たばかりです。ウィズ、セラニューナイ。先月日本へ来たばかりです。はい。先月日本へ来たばかりです。tôi vừa mới đến Nhật Bản. はい。vào tháng trước. vào tháng trước, tôi vừa mới đến Nhật Bản. はい。nhưng mà たばかりです。こんげら vừa mới làm xong. nhưng mà như nào là chua lâu, như nào là bao lâu là vừa mới. nó cảm giác nó tùy người. rất là chủ quan luôn, chủ quan. tùy người và tùy bối cảnh. はい。vừa mới làm. nhưng mà tùy bối cảnh thì nó sẽ là mấy hôm sau.một vài tháng sau cũng có thể nói là chua lâu vừa mới. Hai. 先月日本へ来たばかりです。こう水かくんよ。たばかりですね。はい。
JLPT を受けたばかりです。Vừa mới dự thi JLPT xong. Hai. Nhưng mà tất là JLPT là bao nhiêu dự thi mấy hôm rồi? Một tuần rồi đúng không? Khoảng một tuần rồi. Hai. Tám ngày rồi đấy. Hai. Nhưng mà vẫn có thể nói là vừa mới. Hai. Đó là đặc trưng của ngữ pháp này. Ta bà cà rì đấy. Hai. Khi mà mình cảm thấy như vừa mới làm xong thì là mấy hôm sau, một vài tuần sau hay là hai ba tháng sau cũng được. Vẫn có thể sử dụng ngữ pháp này. Ví dụ, Nin先生はこの会社に入ったばかりですか？そうじゃないですね。はい。まあ、入った、まあ、nhân viên mới, đến khi nào là nhân viên mới, đó là có thể nói là 3 tháng, có thể tùy người thì nói là đến 6 tháng thì vẫn là nhân viên mới. はい、tùy người thôi. Mà, có thể sử dụng たばかりです。はい。はい。たところです。Tất ところです。Cũng có ý nghĩa là vừa mới làm. Nghe như là giống ta bắt cà rì です. Nhưng mà có một khác biệt đó là ところです thì là cách đây vài phút thôi. Chắc tối đa là 10 phút. Thực sự là vừa mới làm xong. Hay. Không phải là mấy hôm sau. Một vài tháng sau mà là vừa mới làm xong. Cách đây mấy giây đến mình nghĩ là tối đa là 10 phút, 15 phút thôi. Hay. Ví dụ. Hai, ở đây hai người nói chuyện, hội thoại, bạn A và bạn B này. Bạn A hình như là gọi điện cho bạn B. Moshimoshi, B-san. Xong là bạn B trả lời là, A-san, ohisashiburi desu. Hai, ohisashiburi desu có nghĩa là, lâu rồi mình mới nói chuyện. Hai, ima chodo A-san no koto wo kangaete ita tokoro desu. Hai. A さんのことを考えていたところです。Vừa mới làm cái gì đấy? Bạn B vừa mới làm cái gì? A さんのことを考えていたところです。考えますらじ。考えます。Suy nghĩ? Nghĩ đến cái gì? Bạn B nghĩ đến cái gì? A さん。女bạn này à? A さんのことを考えていたところです。はい。こうない、こげら。アロー、ベア。そんな、ベーチャロイラ。ああ。アロー、ローゾイ本学に、ローゾイ本の一緒に、ドゥルクドゥーランに連行。はい。ヴァモイラムネラ、クンコテジドクニューラ、ドゥルクラム、あ。はい、そうですね。面白いですね。たところです。はい。Ví dụ, gohan o tabemashita ka? Bạn ăn xong chưa? Thì là, vừa mới ăn rồi. Thì là, ima chodo tabeta tokoro desu. Hai. Ii desu ka? Cách đây vài phút thôi. Tara ii desu ka? Hai. Động từ tara ii desu ka? Ok, ngữ pháp này thì nên làm thế nào thì là được. Ok. Hỏi người ta cái gì nhỉ? Phương án hay là lời nguyên nhỉ? Hai. Lời khuyên. Hai, sorry. Ta là ý desu ka? Nên làm thế nào thì là được đấy? Hai. Đây là câu hỏi này. Ví dụ sẽ như là 財布を落としてしまったんですが、どうしたらいいですか? 財布は cái gì vậy? 財布は何ですか, 皆さん? 財布は何ですか? 財布にはお金があります。財布はもう、túi nhỏ.Bên trong thì là có tiền, đó là ví nhé, ví. Hai. Otoshite shimatta. Mình đã làm gì mất rồi? Otoshite shimatta. Hai. Mất rồi, đánh rơi và mất rồi. Saifu otoshite shimattan desu ga, dou shitara ii desu ka? Tôi phải làm sao? Tôi nên làm gì? Hai. So iu koto desu ne. Anh-san, so desu ne. Saifu wa ví desu ne. Hai. Tôi đã đánh rơi ví mất rồi.Nên làm thế nào? Phải làm sao? そうですね。そういう意味です。はい。Tôi đã làm đánh rơi mất ví rồi. Tôi phải làm như thế nào đấy? Tôi nên làm như thế nào đấy? そうですね、Bảo Long さん。Bảo Long さん、財布を落としてしまったらどうしたらいいですか？Nin先生、財布を落としてしまったらどうしたらいいですか？
林先生ならどうしますか？警察に連絡する。警察に連絡する。あ、日本だとそうですね。日本だと警察に言います。ベトナムだったら、警察に言いますか？言いますけど、でも多分見つかること見つからないかもしれない。はいはい、日本でもそうです。見つからないかもしれないです。はあ、ベトナムでも警察に言いますか？なるほどなるほど。はい。次ですね。ただどうですか？ただどうですか？はい。ムファットナイクムハイスズム。だから。Du hast ja halt das Wort von an, hi, von an ja, halt ein Gegen, tada do des ka, lam xem sao, oh lam thế này thì sao, hi, lam thế này xem sao, hi, cũng không khó đâu nhỉ, hi, 日本語を勉強したいんですがどうしたらいいですか？tôi muốn học tiếng Nhật nhưng mà phải làm sao nhỉ? どうしたらいいですか？hi.バナイチャロイラジズンモリのコースを受けたらどうですか？うん。こげらズンモリのコースを受けたらどうですか？タムズロップズンモリティサウセムサウ。はい。そうですね。日本語を勉強したいんですが、どうしたらいいですか？ここビエットイファイラムニューテナホン。コットタムザタムズロップズンモリセムサウ。はい。ディサウ。レジラウィズトイニャ。はい。受けたらどうですか？はい、例えば将来どうしたらいいですか？将来どういうファイラムサオニョって目固定のエラー日本に行ったらどうですか？コンディニャってさコンディニャセムサオおまボメベトナムコノイニューテホンニョコホンコワあオッケーあ任先生の両親言いましたか？日本に行ったらどうですかって、うんうんうん、ああで、にんちゃんも行きたかった？ない行きたくないけどあ、でも日本語勉強した、はあ、行きたいですけど、うんうん、ああ行きたいですけど、はい、ああ、てやひにらんがいすわけぼめくわ、にん先生のいらお、日本に行ったらどうですか？そんなばいぞ、にん先生こわぞいてんにゃこわすわさくろんはい終わりましたね、今日は。はい。ごめんね、皆さん。ちょっと今日ライブストリームが長くなりましたね。ごめんなさいね。はい。皆さん、お疲れ様です。あ、先生、皆さんと久しぶりに会えて本当に嬉しかったです。はい。お疲れ様でした。ありがとうございましたね。ホイロゾイミンムイガ。バイバイ。バイバイ、マングアイ。じゃあねー。